Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong bán kính chưa đầy 1 km, thế nhưng có tới 2 mỏ đất được cấp phép hoạt động. Điều này khiến cho đời sống của người dân gần mỏ bị đảo lộn vì ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi. Bên cạnh đó, về lâu dài, khi mà 2 mỏ đất khai thác quá gần nhau sẽ gây ra những tác động xấu như là sạt lở, xói mòn, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm đất và không thể tái sinh đất để trồng cấy. Đây là thực tế đang diễn ra trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trước đây, tại thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là một làng quê yên bình, nằm khuất sâu trong sườn đồi. Nhưng giờ đây, sự yên bình ấy đã không còn mà trở nên ồn ào, náo nhiệt, theo nghĩa mà người dân không mong đợi. Bởi mỗi ngày, nơi đây có khoảng hơn 100 lượt xe chở đất của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải Quang Huy và công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hiếu qua lại. Nếu tuyến đường của trục liên thôn chúng tôi mà không đảm bảo với nhu cầu về mưu sinh cuộc sống của nhân dân chúng tôi, thì chúng tôi được quyền dừng xe và khi nào hoàn thiện tất cả hệ thống quay đường xá sạch sẽ, môi trường trong lành thì chúng tôi tiếp tục là cho công ty hoạt động. Thì chúng tôi đều đang muốn là làm sao để bây giờ trong một cây số này, chỉ có một cây thôi, từ đầu đường 37 về đây, một cây số mà hai công ty là chúng tôi không nhất trí, những người dân đây đều như đồng tình không nhất trí về cái quan điểm là nó gần quá cho hai mỏ đất. Thì bây giờ mỗi một mỏ ví dụ như là 20 xe, 30 xe hay là 15 xe thì vị trí hai mỏ nó thành mấy chục xe rồi. Gửi đơn kiến nghị mãi chưa nhận được hồi âm, mà cuộc sống vẫn phải tiếp diễn nên người dân nơi đây buộc phải sống chung với bụi, tiếng ồn và mất an toàn giao thông. Tôi đóng góp để xây dựng đường nông thôn để cho các cháu đi học, cho chúng tôi sản xuất cho nó ổn định, không phải là để cho các ông xã ép thôn tôi phải bất kỳ cho các công ty đến đi lấy đất. Điều lạ là cả cán bộ địa chính và lãnh đạo xã Tân Hưng đều biết những bức xúc của người dân, biết cả việc doanh nghiệp đang khai thác ngoài phạm vi chỉ giới của mỏ được cấp phép. Thế nhưng cách hành xử lại vô cùng hời hợt. Thời gian tới thì ủy ban xã cũng sẽ phối hợp với các cơ quan cấp huyện tăng cường để kiểm tra và yêu cầu các công ty, các đơn vị khai thác là khai thác đúng theo cái chỉ giới mà đã được cấp phép. Đồng thời cũng xin ý kiến các cơ quan cấp có thẩm quyền là xem xét lại cái việc là cấp giấy phép mà có những cái hạn chế về mặt bằng. Xác định là trong cái một nửa của cái thôn Hố Vầu đấy thì cuộc sống người dân thì trong cái quá trình khai thác nó cũng rất là nhựa. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã yêu cầu là các công ty là phải khắc phục để đảm bảo cái cuộc sống người dân. Tại các giấy phép khai thác khoáng sản đều quy định, trước khi vào khai thác các mỏ phải thực hiện việc công khai các thông tin dự án, lắp đặt chặn cân, lắp camera giám sát, đảm bảo hệ thống phòng chống cháy nổ. Trong trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, khai thác ngoài phạm vi, gây mất an ninh trật tự tại địa phương thì phải dừng ngay mọi hoạt động khai thác. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra tại hai mỏ trên lại cho thấy dấu hiệu không thực hiện đúng theo các yêu cầu trong việc cấp phép mỏ.